Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Chào mừng các bạn đến với game From Backdoor. Game này nói về là một game kinh dị giải đố với thằng phiêu lưu. Một cô gái tên là Annie nghe gì đấy đã chuyển đến một căn nhà với mức giá khó tin được trên thị trường với độ thất. Trò chơi sẽ rất tuyệt nếu chơi cùng với Typhoon. Cảm ơn. Thì từ nội thất đến tất cả các đồ dùng và cả hàng xóm nữa, tất cả đều tiện nghi và tuyệt vời. Nhưng mà cho đến lúc mà cô ấy đặt chân đến cái phòng của tầng 2, cô ấy là nhận ra là căn nhà này còn quá nhiều điều bí ẩn để khám phá. Muốn biết là căn này có nhiều điều bí ẩn gì, chúng ta hãy cùng mình tham gia để có thể biết được bí ẩn căn nhà này. Matsuda-san, tôi hy vọng là bạn thích căn nhà mới này. Nếu một số thứ có vấn đề, hãy gọi với tôi. Và đừng quên di chuyển bằng phím mũi tên Enter hoặc Space hoặc Z để tương tác. Yes, the pose. Tua qua là con trồn từ lúc trước giờ mình sprint chạy à. Home Speed Home. Từ đã. Các bạn là mình tí. Thì mình quên mất cái tưởng game mình khóa. Nhìn mình đi kiểu ngáo vồn. Ui, chạy như thế. Ra ngoài. Chứ bạn không có cái gì ở đây cả. Không đến bước ra khỏi vô hồn luôn. Những cái hoa mọc trước nhà bạn. Có một ai đó đã chăm sóc chúng chăng? Đây là căn nhà cạnh nhà tôi của tôi. Nó trông như cái vẻ là không có một cái gì cả. Nó giống như một cái căn nhà bình thường ở trên phố thôi. Nhưng mà nó có gì đó lạ quá. Tuy nhiên bạn không thể tìm thấy bất cứ cái gì bạn nhìn thấy ở ngoài khu vực này bằng một cách nào đó. Đó là có một ai đó sống đây à? Bạn không nên gõ cửa nhầm. Ô kìa, ai như cô thắm. Xin chào. Bạn không biết cô không biết được chuyện gì bạn, cô vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra trong nhà mới này đúng không? Tôi biết. Tuyệt vời. Tôi tên là Hanane Honda. Tôi sống ở cạnh nhà bạn. Hi, tôi là Mamie Matsuda. Thật tuyệt khi được gặp bạn, Matsuda-san. Ngôi nhà này trống và yên lặng cho đến tận bây giờ. Nó một thời gian trước đó có ai đó đã chuyển đi. Cô sống ở đây một mình à? Chỉ có mình tôi. Đây là một căn nhà lớn so với một người. Tôi sống cùng với con trai của tôi thì chúng tôi đã cùng với họ đã chơi sống cùng với họ, nhưng họ đã chuyển đi vào một thời gian trước. Tôi có căn nhà này đúng là có vẻ là to thật, nhưng mà đây là một nơi tuyệt. Tất nhiên thì rẻ để cắm đầu vào mà. Tôi nghe là phần thưởng đó. After Stone Fist Unit. Tại sao bạn biết tại sao không? Bạn biết tại sao không? Bạn biết tại sao không? Đó điều đó tuyệt vời của tôi. Không ý kiến gì cả. Honda-san, cô có biết là
Tôi có thể hỏi là nếu một ai đó chăm sóc cái cô phải là cô ai đó đã chăm sóc hoa trước nhà tôi không? Ồ, đó là tôi. Một người nông dân với sở thích của chính mình, nó giúp tôi xả stress, và bởi vì là không có ai sống ở đây cả, cho nên là tôi đã chăm sóc chúng. Tôi hy vọng là không có vấn đề gì cả. Không không có gì cả, đừng bận tâm về nó. Cô biết là ai đã sống trong căn nhà này không? Một thời gian trước đấy, ngôi nhà này. Tôi không nghĩ là một người nào đó đã sống ở đây một thời gian dài trước. Điều đó nghe thật kỳ lạ. Nó không như là không có cửa sổ, không có cửa sổ. No, it is a, tôi biết. Là sao tôi sẽ đi bây giờ. Thing unpacking need to be done. Thôi tôi cô cứ làm việc cô muốn đi. Tôi ở cạnh nhà bên. Cũng buồn rồi, mình không nên ra ngoài nữa. Tuyệt vời. Hướng dẫn. Gì đấy? Tại sao không đi như nó được? Credit card, money và không có gì nữa cả. Nó làm việc bằng ID. Name thẻ ID, tên là Masra, tên kiểm tra thông tin của con này, thẻ quốc tế, cell phone, thì ra bạn không có gì cả. Rồi đúng thôi, Aizawa đã confiscated bởi vì cô ấy nghe được. Cô ấy đã nghe được điều đó bởi bởi vì cô ấy đã nghe được từ một người, từ từ bạn, từ tôi, từ bạn ấy, một người nào đó. Lấy những thứ bạn muốn, nào hay làm những thứ bạn muốn để xả stress, cô ấy nói. Ok, mình gà quá nên là lighter bật bật lửa à? Nó một một chiếc bật lửa cũ, bật bật lửa cũ, bật lửa cũ. Nó có vẻ như không khói, bạn có nó nên bạn nên giữ nó cùng với bạn. Mẹ của bạn sẽ nói với bạn là nếu bạn nó sẽ mắng bạn nếu bạn hút thuốc. Sếp, sếp ngon, chúng ta đã có file sếp. Tôi không muốn xem menu bây giờ. Kasam Omura san đã chấm. Hello mẹ, này là con. Chào cô cưng của mẹ. Mẹ rất vui khi con gọi. Con đã chuyển đến ngôi nhà mới chưa? Con đã hoàn thành việc chuyển đến ngôi nhà chưa? Hoàn thành rồi. Có khá là nhiều thứ ở trong căn nhà con còn hoàn thành. Chắc vậy. Mẹ sẽ đến giúp con nếu con cần. Nhưng tại sao con lại đi chuyển đi xa như vậy? Con ổn với mẹ ạ. Con phải đi làm việc suốt. Đây là một lựa chọn tốt cho con. Think, good thing. Break from work, remember. Và con biết. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến những người xăm gai cho những người đồng nghiệp ở công ty. Nó rất quan trọng nhưng nó không kéo dài, đừng lo lắng. Mấy lo lắng cho con đấy, nam em làm việc có sức nhẹ được chứ?
Được thôi mẹ, đừng lo lắng con. Ok, căn nhà mới nó thế nào? Họ nói là nó cực kỳ rẻ, ngạc nhiên, rẻ một cách ngạc nhiên. Có gì có vấn đề gì với nó không? Nó cũng không sao lắm, nhưng mà con cần đi ngủ. Con tin tưởng về một ngôi nhà mới trả tiền. Khi một cái gì đó rẻ, các bạn phải biết là nó có vấn đề gì rồi. Nó là một trong những người hàng xóm của con đồng dưới. Không phải, đừng lo lắng. Oh, good, good. Bố mẹ và bố cần có thể đến giúp con khi con về thành phố. Ok. Con sẽ gọi cho mẹ sau. Oh, your father here. Yeah, Nami, mẹ nhà mình đã biết cách tiết kiệm năng lượng. Bố con nói là ông ấy yêu con rất nhiều và không được quên bật đèn, tắt đèn khi ở trong phòng. Thôi, con sẽ gọi cho bố sau. Có gì ăn không? Đây là thời điểm lạnh. Seriously. Okay, xin. Là một số từ mình dịch như shit. Không có gì cả. Cái cửa bị khóa. Bạn có chìa khóa bảo nào chứ? Bảo khóa, bạn mở khóa cửa. Có khá nhiều đồ chúng ta cần chuyển trong ngày hôm nay. Nút tắt bật công tắc đèn. Giờ mình đang tự hỏi là mình lên tầng 2 của gì. Mẹ đang rối vãi. Nhìn lại, nhìn tại là cái đồ họa này là mình tưởng là cái gì. Ok, chúng ta có rất nhiều lắm. Một cái có trong tủ có một số quần áo. Đây là một chiếc camera cũ, bạn không cần lấy nó để chụp bức ảnh mới ngay bây giờ. Đây là chiếc máy tính của bạn, đọc email nhé. Ê, Matsuda, tôi nghe là bạn đã chuyển nhà, tại sao bạn làm vậy? Vì thời gian. Tôi biết là điều đó sẽ giúp bạn đỡ căng thẳng hơn, phải không? Bạn có thể bạn có một ngày để nghỉ để làm một việc gì đó. Tôi biết mà bạn tôi biết là tôi không biết phải làm như nào cả. Nhưng đừng làm quá nó được chứ. Trở lại công việc và với cái đầu lạnh nào. Nên là bình tĩnh đi ấy. Mình thấy cái game này cho mình tắt nút công tắc đèn thì mình cũng không thấy là nó ổn lắm. Cái cửa bị khóa. Bạn có khóa không? Nhà vệ sinh dê. Bạn không muốn tắm ngay bây giờ. Mình không muốn đi sử dụng nó ngay bây giờ. Mình sửa thử. Cái bồn tắm. Có tất cả các đồ cần thiết, cả cái công đèn và khi mà bọn đứa trẻ. Có quá nhiều thứ để mẹ bạn mua ở trong nhà. Thì đó là cục. Nó không hoạt động à? Tại sao chiếc khóa này bị ổn vậy? Bạn kiểm tra căn phòng. Nó viết là Tatami Room. Nặng quá. Có xếp xếp ở giữa này được không? Đưa mình một cái chìa khóa hỏng à? Có thể mình sẽ gọi cho anh ấy và hỏi về nó sau. Sếp 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 không buồn nữa. Nhầm. Ok, chúng ta ổn rồi. Chúng ta đã có file sếp. Cái tủ trống.
Đây là chiến rừng mới của bạn. Hy vọng không đuổi nhau được rồi. Furuka Sousing, ông ra nghe đây. Roma-san, tôi tên là Namiya Masuda. Oh, hello Masuda-san, có chuyện gì tôi có thể giúp gì cho bạn? Roma-san, tôi đã thử cố gắng mở một cái phòng cùng với chiếc chìa khóa cậu đưa cho tôi, anh đưa cho tôi, nhưng mà nó không làm việc. Nhưng chìa khóa không hoạt động. Cũng như thế nào mà đưa cho tôi cái chìa khóa hỏng vậy? Chìa khóa hỏng? Tôi không nghĩ vậy. Nó thực sự bị khóa. Lạ thật. Tôi nhớ rõ ràng đấy là chìa khóa mà tôi đưa cho bạn mà tôi không có nói gì nữa mà. Bạn có thể nghĩ là bạn đùa tôi. Đâu, nó đùa ổn được cả. Một người nào đó, tôi sẽ cho một người nào đó đến và mở cửa cho bạn. Mặc dù bạn có thể phải đợi đến tận thứ hai. Vì tôi có thể đợi được. Cảm ơn Norimura-san. Không có gì cả. Tôi sẽ gọi lại nếu bạn có cần gì ở tôi. Có muộn rồi nên có muộn để mình có thể làm việc được nữa. Mình nên đi nghỉ và đợi đến sáng sau từ sẽ đi sau khi mình nghỉ ngơi. Ok, ngày mai mình nên về phòng của mình. Trong một số nút của mình bị lỗi. Đây là tối và là nó thật sự tối, mình cần bật điện. Okay. Kết thúc ngày mới dễ. Ngủ ngon nhỉ. Right. Đây là mình sẽ nhấc cái thùng này xuống và mang đi chỗ khác. Đây là cái phòng này vẫn khóa. Nếu điều mà Orimura-san nói là đúng, anh ấy đã sửa chìa khóa và không có gì nói nữa cả. Nói là nếu anh ấy đưa chìa khóa hỏng cho tôi ở đâu đó. Mình dịch có tổng nghĩa lắm. Tắm không? Không tắm. Vệ sinh không? Không vệ sinh. Tối như mực. Mấy cái bắt đầu vứt đầu nữa cơ. Không tìm được chìa khóa. Bạn đang tìm, đang tìm. Tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa. Phòng này có số đồ nữa mình phải kiểm tra mới được. Ok, mình quên bắt chưa xếp.
sao tôi không làm gì được cả. Phải làm gì? Không tầng à? Không cho mình ra khỏi nhà luôn. Bắt mình phải làm gì? Mình tự nhiên nạc đâu vậy? Không được gọi ngay bây giờ. Tôi phải làm gì? Là cho tôi biết tôi phải làm gì. Con số quyển sách ở trong cái này như nó bạn chú ý đến một số một cái trong trong đấy. Oh, chìa khóa sắt. Mình hy vọng nó là chìa khóa này. Rồi mình sẽ đợi đến thứ hai. Nó bắt đầu tối bây giờ. Mình đã làm gì suốt ngày mai vậy? Mình xem trên đấy nó bảo mình xếp liên tục với mình tối và lờ. What? Tối vậy? Tắm rồi, con... Ok, không có gì cả. Không có gì đáng để chúng ta quan tâm cả. Nghĩ mình nên bật tất cả các phòng lên. Để phòng chuyện gì đó không hay xảy ra. Nghĩ mình nên kết thúc này. Đèn tự tắt vậy. Chưa đi ngủ được à? Ok, vậy là xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau của From Ragdoll. Ok, nếu các bạn thấy hay hãy like, share, subscribe để ủng hộ mình, giúp đỡ mình ra video là video tiếp theo. Mình vẫn chưa hiểu cái này, nó vẫn chưa có gì gọi là mới cả trong cái video này cả. Nếu các bạn thấy thích hãy like, share, subscribe để ủng hộ mình hoặc là chia sẻ cho bạn bè các bạn để các bạn có thể đăng ký và ủng hộ mình trong video tiếp theo. Ok, bye bye.